của bạn còn 425.000 nhé. Ui. Rẻ nhỉ? Rẻ. Cái hồn rẻ dã man luôn. Giật mình. Chuyện thật như đùa, đố anh em đi đâu mà thay được cái màn zin 11 giá chỉ 4 lít đấy. Em vẫn nói là cái thứ đắt nhất của một con máy là cái main, xong rồi đến màn. Quả màn này nhá, anh em mà đi thay ngoài rẻ thì cũng phải hơn củ. Mà cái con máy này anh em có mang đi bán ấy, thì có thể gặp anh em độ 2 củ thôi. Nhưng thật may, mua máy của Hoàng Kiên còn trong thời hạn bảo hành là được hỗ trợ thay màn 50% giá gốc linh kiện. Có bảo hành 50% ấy, em có lỗi thì màn em thay cho anh em cũng phải đẹp không tì vết như này nhá, chứ không phải là dăm ba cái màn cũ xước nham nhở đâu nha. Các bác thông cảm là nhiều khi màn của một số mã máy nó cũng hiếm, thì các bác đợi em tìm em thay cho các bác. Còn có sẵn ấy thì em sẽ thay luôn. Như con 11 của anh An mang qua là em thay luôn để anh còn kịp xe về quê ăn Tết Đoan Ngọ, hay là còn gọi là ngày diệt sâu bọ đấy. Nhân tiện là có vải đầu mùa thì em cũng phải làm một chùm về để diệt sâu bọ đây. Mà 80k một cân các bác ạ, mua cái chùm này gần 3 cân là gần bằng cái con màn rồi. Quay trở lại con iPhone 11 của anh An ấy, thì sau khi thay màn xong, kỹ thuật sẽ kiểm tra lại các chức năng một lượt. Và trong thời hạn bảo hành, mặc dù đã mất chế độ 1 đổi 1 rồi, tuy nhiên là vẫn được sửa chữa free không giới hạn. Sau này có đổi máy lên đời thì em vẫn hỗ trợ thanh lý giá tốt nhất có thể nhá. Chào cậu. Giờ thì anh cứ yên tâm mang máy về dùng, có gì thì lại qua Hoàng Kiên em hỗ trợ. Mà có anh em bạn bè muốn mua máy là nhất định phải bảo qua Hoàng Kiên cho uy tín nha.